Hey, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với một tựa game mới. Đó chính là Fear 3. Thì Fear không phải là sợ, mà là cái nó là tên viết tắt của một cái biệt đội nào đó đấy. Thực sự thì cái game này thì hồi lúc mà nó sale rẻ quá nên mình mua về mình chơi thử, và nghe đâu thì nó cũng dạng như là nó vừa lai giữa kinh dị với lại bắn súng á. Thực sự mình vô mình chơi có mấy đạn người thấy ghê thiệt. Nó như cái kiểu mà kinh dị như kiểu Outlast này này nọ đó, nhưng mà nó thêm kiểu lồng ghép bắn súng và đồ này vô thôi. Và nhìn thấy không, khung cảnh rồi mới vô nhìn thấy ghê ghê như cái bệnh viện sao á. Ghê lắm. Này mình sẽ tiếp tục chơi nhé. Sao lại new game nhỉ? Trò này mình mới chơi được có một phần nhỏ nhỏ thôi, mình cũng chẳng biết là nó sẽ chơi như thế nào nữa. Vậy nó không có lưu rồi. Vậy mình chơi lại luôn nhé. New game luôn. Sao nó không lưu cho mình ta? Ok. We were brothers, prototype commandos in the emerging field of psychic warfare. I was the favorite. I gave them what they wanted. I gave them blood. They say the synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head, but our psychic link never broke. Like a curse, bound by blood. Yeah. Nhớ đi. Ghê quá, như kiểu bà Thái. Thôi thôi chị ơi. Ê, mỗi lần trước mình đã chơi đâu có qua cảnh này đâu ta. Chắc mình chơi cái khác rồi. Phim đó nhỉ. Nó nhập hồn vào đó. Jinsu,
Gì sao đấy? Mình coi coi cái phần âm thanh đó. Nó cũng vừa đủ rồi mà ta. Game đồ họa cũng khá đẹp. I agree we must escape, but for her. Chuột keo á. Control. Thập. Đó, được rồi, được rồi. Today. Copy that. Do you want us to pacify the subject before transport? That thing is rusted shut. It's no good on my end. Giết nó. Được cái súng lục này. Ê, mình nhấn lộn rồi, chỗ này là nó kiểu như làm chậm thời gian lại á. Mình quên. Headshot. Bắt hồn. Where is he? Somebody here. Keep sharp. Headshot. Attention. Support units arriving. ETA, 2 minutes. All squads prepare for receiving and integration of new support units. Who cares? Just shut up and enjoy the downtime. Who's this? Headshot. Oi. How quickly it all returns to you. Nhìn nó ghê ghê sao? Có súng rồi nè. Mở cửa này hả? There are deuces on the board. Deuces? Yeah, twos. Mày hả? Một phát này đầu không chết. Bắn nó, bắn nó, bắn. Khốn nạn. Đâu, nào nữa. Đồ họa cũng tương đối đẹp hết. Em hơi mang tính chất kinh dị tới hết hồn. Ui cô bé ma dạt bắt đầu. Súng gì đây? Giống súng mình đúng không? Mình biết làm này làm cái gì hết. Lấy đèn.
thần bình tĩnh. Đi đâu đây? Nè, mấy phòng không có gì đâu. Mẹ nó mở cái này ra. Take care with your flashlight. It mới chơi qua một tí rồi. À, súng bắn cây đầu không chết được. Bay nhảy đi đâu. Chết rồi. Hồi máu cái. Ra là một cái sọc dân. Gì đây? Súng lục kìa. Súng lục mình không cần. Đó. Ây. Chọi gì á? Nó quẳng cái gì vậy? Bắn chị dặn nó phét thịt ra luôn, ghê thiệt. Thiệt nhưng mà có cần thiệt thế không? Chết nó này. Cái bắn chừng cái nét thịt. Kì thế. Ok. Đây có đạn súng rồi nè. Ủa không có đạn sọt sọt kính. Lóc. Gì vậy? Chạy. Có cái tấm kiến mà bắn qua tấm kiến luôn ghê thiệt. Nó mấy thằng sọt gần ghê quá. Tôi chết rồi hả? Lì hết. Đạn sao kênh, các đạn trong đây nó ít quá. À, tù nhân, mình đang ở trong cái nhà tù mà. Kinh chưa? Attention all stations. High value experiment is escaping. Subject tracking toward mess hall. Move to intercept. Cái này mở đâu được? Lóc. Ai thế?
Enemy sight! You see that shit? I'm yes, out. Sir! Push it! Up in the head! Yeah. Shotgun mạnh quá. Bắn trộm cây nét thịt. Holding position in mess hall. If he comes through here, we'll tag him. Hey. Nó có sale đàng hoàng mà ta sử những cái. Bữa mình chơi tới đoạn mà chưa qua đây. Mình vô mình chơi mình kiểu cách game mà. Xong mới làm clip. Roger that. Get down. Tossing grenade. We're getting torn up. Fire up, fire up. Suppressing target. Hold on the train. Fuck, get to cover. Son of a bitch. Vô nữa, nhào vô. Hết đạn. Mày gì hết, chết hết đi. Chết chưa? Có đạn shotgun không? Tụi bay có bắn shotgun không? Hết mẹ đạn. Đây shotgun này. Thôi vậy. Không có sọc gần luôn. Chạy, chạy. Ra, up luôn. Everyone hide. Nhiều quá. Chạy 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 chạy. Hết đạn. Tracking towards cell block charge. Ờ. Qua đây. Nó có đạn. Chạy lên. Hình như dưới đây hình như hết đường rồi phải. Không có đường. Gì đấy? Bật đèn lên. Ừ, ghê quá. Ừ. Đừng có hù tôi. Ai ghê quá. Có súng mà cũng sợ nữa, thiệt á. Đâu đi được. Qua đây. Gì đấy? Đừng hù tôi nha. Ừ, tự nhiên cái mình cứ nhầm cái nút quá. Hold on, we've got a problem here. Thế quỳ xuống đi. Ơ
dây rồi. Five way out before the prison. Cái nhà tù sắp nổ rồi. Cái cái đủ đạn gì nữa hả? Tao tới nơi rồi nè. Đi chết. Ủa đâu đi ngay đâu ta? Cái hả? Mấy anh này thà cho em đi. Mình là chùm mình thánh rồi. Ủa đẹp. Cái thế này. Wow. Đang bơi đó hết. Như đây là cái cống hả? Thế là nhiệm vụ xong rồi à? Nghĩa là đi qua cái nhiệm vụ này là xong hả? Ok. Nếu như à, hèn chi là mình phải đi qua từng cái chapter nó mới sell được hèn chi. Bữa mình chơi mới một đoạn á, tự nhiên cái mình trở lại cái nó không có sell. Ok, thì clip trải nghiệm của mình tới đây hay nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.